khi ai đó không tôn trọng bạn và gây tổn thương cho bạn. Đó có thể là một trải nghiệm đầy thử thách và đau đớn. Việc cảm thấy khó chịu hoặc tức giận là điều rất tự nhiên. Sau đây là một số cách để giúp bạn lấy lại bình tĩnh trong lúc này. Dành một chút thời gian để xử lý cảm xúc của bạn. Cho phép bản thân cảm nhận những cảm xúc nảy sinh từ những lời nói gây tổn thương điều quan trọng là thừa nhận và xác nhận cảm xúc của bạn hít thở sâu bởi vì hít thở sâu có thể giúp kích hoạt phản ứng thư giãn của cơ thể hít một hơi thật chậm và sâu bằng mũi giữ trong vài giây rồi thở ra từ từ bằng miệng lặp lại điều này nhiều lần để giúp làm nhiều hệ thần kinh của bạn nếu tình hình cho phép hãy lùi lại một bước việc tách mình ra khỏi môi trường xung quanh có thể mang lại cho bạn không gian để suy nghĩ và lấy lại bình tĩnh đưa sự chú ý của bạn đến thời điểm hiện tại tập trung vào các giác quan của bạn chú ý đến cảm giác trong cơ thể âm thanh xung quanh bạn hoặc các vật thể xung quanh bạn điều này có thể giúp chuyển hướng suy nghĩ của bạn khỏi sự việc thiếu tôn trọng và đưa bạn trở lại trạng thái bình tĩnh hơn và hãy tự nói chuyện tích cực với bản thân mình nhắc nhở bản thân hành vi thiếu tôn trọng không phản ánh giá trị của bạn lặp lại những câu thần chú tích cực ví dụ như là tôi xứng đáng được tôn trọng tôi không để hành vi của người này ảnh hưởng đến mình hãy thực hành kỹ thuật tiếp đất nó có thể giúp bạn cảm thấy gắn kết hơn với thời điểm hiện tại tập trung vào các giác quan vật lý của bạn bằng cách chạm vào một vật thể cảm nhận kết cấu hoặc chú ý đến cảm giác của bàn chân bạn trên mặt đất điều này có thể giúp đưa bạn trở lại hiện tại giảm cường độ phản ứng cảm xúc của bạn hãy tìm kiếm sự hỗ trợ nếu có thể hãy liên hệ với một người bạn đáng tin cậy hoặc thành viên gia đình để được hỗ trợ chia sẻ cảm xúc của bạn với người quan tâm đến bạn có thể mang lại sự xác thực và giúp bạn xử lý tình huống hãy suy ngẫm và phản ứng sau thay vì phản ứng ngay lập tức hãy dành chút thời gian để suy ngẫm về tình huống và cân nhắc xem bạn muốn phản ứng như thế nào phản ứng với tâm trạng bình tĩnh hơn có thể giúp bạn giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và quyết đoán hơn hãy thực hành chăm sóc bản thân tham gia vào các hoạt động mang lại cho bạn niềm vui và sự thoải mái hãy chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn bằng các thực hành, các hoạt động chăm sóc bản thân như là tập thể dục, dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên, thiền định hoặc làm điều gì đó bạn yêu thích. Hãy liên hệ với bạn bè hoặc thành viên gia đình đáng tin cậy, những người có thể lắng nghe và đề nghị hỗ trợ. Chia sẻ cảm xúc của bạn với người mà bạn tin tưởng có thể giúp giảm bớt phần nào gánh nặng cảm xúc hãy tử tế và dịu dàng với chính mình nhắc nhở bản thân rằng bạn xứng đáng được yêu thương và tôn trọng và những lời nói gây tổn thương là sự phản ánh cảm xúc của người khác chứ không phải giá trị của cá nhân bạn nếu người đó tiếp tục nói những điều gây tổn thương cho bạn có thể cần phải thiết lập ranh giới để bảo vệ sức khỏe tinh thần của bạn truyền đạt ranh giới của bạn một cách bình tĩnh và quyết đoán đồng thời cân nhắc việc hạn chế hoặc chấm dứt liên lạc với người đó nếu cần thiết hãy tập trung vào sự phát triển cá nhân hãy sử dụng trải nghiệm này như là một cơ hội để từ suy ngẫm và phát triển cá nhân học hỏi từ hoàn cảnh và phấn đấu trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn nếu nỗi đau tinh thần kéo dài hoặc trở nên quá sức chịu đựng hãy cân nhắc tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhà trị liệu những người có thể cung cấp hướng dẫn và giúp bạn vượt qua quá trình chữa lành hãy nhớ rằng bạn có quyền lựa chọn cách phản ứng với những lời nói gây tổn thương hãy bao quanh bản thân mình bằng sự tích cực thực hành việc chăm sóc bản thân và ưu tiên cho hạnh phúc của bản thân hãy nhớ rằng điều quan trọng là phải ưu tiên sức khỏe tinh thần của bạn nếu bạn nhận thấy hành vi thiếu tôn trọng đó tái diễn hãy cân nhắc việc đặt ra ranh giới hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia có thể giúp bạn giải quyết những tình huống này thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại